Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ 6 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị tổng kết công tác thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng Đông Nam Bộ năm 2022. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương. Huyện Ninh Hải cưỡng chế hai trường hợp lấn chiếm đất rừng trái phép và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Trong phiên thảo luận, dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi có 15 đại biểu phát biểu, có nhiều ý kiến góp ý vào các điều khoản cụ thể như phạm vi, đối tượng điều chỉnh, giải thích từ ngữ, các nguyên tắc, tính thống nhất của dự thảo luật với các luật có liên quan, sự tương thích với các điều ước quốc tế, tham khảo kinh nghiệm các nước, trách nhiệm của chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ ngành, các địa phương, trách nhiệm chủ quản của hệ thống thông tin, trách nhiệm giám sát của các cơ quan nhà nước, biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử, chính sách hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, phát triển và sử dụng các nền tảng số, giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, gửi nhận và phân loại thông điệp dữ liệu chứng thư điện tử, giá trị pháp lý của chứng thư điện tử, chữ ký điện tử, điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy, giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, điều khoản thi hành, tính khả thi và điều kiện đảm bảo để luật sớm đi vào cuộc sống. Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng các ý kiến là xác đáng, phong phú, đa chiều. Nhiều ví dụ tình huống có giá trị để hoàn thiện dự án luật, để ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu. Bộ trưởng cho biết, Bộ sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan hữu quan để nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu. Luật giao dịch điện tử có ý nghĩa rất quan trọng đến việc xây dựng một Việt Nam số. Nếu làm không tốt, vi phạm các nguyên tắc cơ bản, căn bản của môi trường số thì sẽ không khả thi, không đủ nguồn lực để thực thi, thậm chí có thể là vật cản cho sự phát triển số của Việt Nam. Buổi chiều Quốc hội biểu quyết thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 nghị quyết phương án phong bổ phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Sáng nay tại Ninh Thuận, cụm thi đua Đông Nam Bộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ bảy tỉnh gồm Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu chào mừng hội nghị đồng chí phạm văn hậu phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như những tiềm năng lợi thế của tỉnh đồng thời ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết cụm thi đua đông nam bộ đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đồng chí cho rằng ngoài việc đánh giá tháo gỡ khó khăn, đúc rút kinh nghiệm trong thực tiễn nhiệm vụ công tác hội, việc tổ chức giao ban luân phiên tại các địa phương cũng là dịp để lãnh đạo và cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh có dịp gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, là dịp tìm hiểu thực tế, nghiên cứu các mô hình hay, cách làm tốt của các địa phương. Đồng chí mong muốn các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tăng cường vai trò của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội, duy trì vận động hội viên hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số cho hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí cũng mong muốn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh trong cộng nói chung và nên thuận nói riêng, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chúc mừng những kết quả đạt được của các đơn vị trong cụm thi đua năm 2022, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục có thêm nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của công tác hội và phong trào phụ nữ toàn quốc, tăng cường khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra. Dịp này, Cụm thi đua đã bầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận là đơn vị xuất sắc nhất cụm và đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xét tặng cờ thi đua năm 2022. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai là cụm trưởng cụm thi đua Đông Nam Bộ năm 2023. Chiều nay, đồng chí Trần Minh Lực, quý vị thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ số 7 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã tiếp xúc với cử tri phường Đạo Long. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Đạo Long bày tỏ sự đồng tình đánh giá cao về kết quả kỳ họp thứ 9, dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị trong đợt tiếp xúc trước, đồng thời tiếp tục phản ánh một số nội dung liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường khu dân cư. Một số tuyến đường chính trên địa bàn phường xuống cấp, hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường chưa đảm bảo, còn quan tâm hỗ trợ trang thiết bị cho các phòng chức năng tại trường tiểu học Đạo Long việc trao tặng danh hiệu vì sự nghiệp giáo dục cho các nhà giáo còn được tổ chức trang trọng hơn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương, đồng thời đề nghị thành phố Phan Rang Tháp Chàm và phường Đạo Long quan tâm sâu sát và có những giải pháp cụ thể với từng nhóm kiến nghị trên tinh thần những kiến nghị nào có thể khắc phục ngay thì quyết liệt thực hiện sớm. Những kiến nghị liên quan đến cơ chế còn tiếp tục đeo bám xin chủ trương thực hiện liên quan đến kiến nghị về giáo dục đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng tình với kiến nghị của cử tri khi cho rằng việc trao tặng danh hiệu vì sự nghiệp giáo dục cần phải được thực hiện một cách trang nghiêm toát lên được giá trị và sự tri ân đối với các nhà giáo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục thành phố cần ra soát quy trình trao tặng đồng thời có kế hoạch kiểm tra lại gói thầu dự án xây dựng và hỗ trợ trang thiết bị cho các phòng chức năng của trường tiểu học đạo long để có phương án hỗ trợ phù hợp một số ý kiến kiến nghị khác, đồng chí đề nghị Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp thu, tổng hợp và gửi đến các sở ngành địa phương liên quan xem xét trả lời cho cử tri trong lần tiếp xúc tới. Trước đó, sáng nay các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ số 7 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã tiếp xúc với cử tri phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Mỹ Hải, kiến nghị ngành chức năng cần có giải pháp xử lý tình trạng hộ dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường và bố trí gờ giảm tốc trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông để đảm bảo an toàn giao thông. Quan tâm các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, xử lý tình trạng hộ dân xây dựng công trình lấn chiếm kênh mương tưới tiêu ở khu phố 2, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân, xem xét miễn giảm tiền học phí cho học sinh các cấp, quan tâm đầu tư đường giao thông vào đình Mỹ Hòa ở khu phố 5 có giải pháp thu hồi dự án treo của công ty Hải Long trên địa bàn phường. Đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, chuyển đến các đơn vị chức năng của tỉnh và thành phố Phan Rang Tháp Chàm xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri trong kỳ tiếp xúc tới. Chiều nay, Sở Xây dựng Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phối hợp với Trung tâm tư vấn xúc tiến đầu tư bất động sản tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề nhận diện tiềm năng và cơ hội thị trường bất động sản Ninh Thuận. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cùng lãnh đạo các sở ban ngành, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, các chuyên gia kinh tế tài chính bất động sản cùng hàng trăm doanh nghiệp đầu tư kinh doanh dịch vụ bất động sản trong cả nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu tổng quan về Ninh Thuận, chủ trương phát triển của địa phương, quy hoạch, cơ hội đầu tư, chính sách ưu đãi, dư địa và tiềm năng phát triển thị trường bất động sản. Hiện nay, Ninh Thuận là điểm sáng trong thu hút đầu tư về lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch đẳng cấp cao, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản. Đồng chí tin tưởng với sự tham gia tích cực của nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp, sự phối hợp của các sở ngành, và góp ý của các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, tỉnh Ninh Thuận sẽ nhận diện được tiềm năng và cơ hội phát triển thị trường bất động sản, giúp thị trường bất động sản phát triển đúng hướng, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu và phù hợp với quy định của nhà nước. Đồng thời, tỉnh Ninh Thuận sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong việc hoạch định và thực hiện các chương trình kế hoạch, cải thiện môi trường đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, nhất là vùng ven biển, để hình thành các khu đô thị, đô thị du lịch. Góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững. Tại hội nghị các chuyên gia kinh tế tài chính bất động sản đã trao đổi phân tích và đánh giá về thực trạng cơ hội tiềm năng đầu tư, giúp nhà đầu tư các doanh nghiệp có thông tin từ đó quyết định đầu tư kinh doanh bất động sản hiệu quả. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo các sở ngành cũng đã thông tin về quy hoạch chung và chiến lược phát triển Ninh Thuận, cơ chế chính sách phát triển thị trường bất động sản trong tỉnh và cơ hội khi đầu tư phát triển dự án bất động sản tại Ninh Thuận hội nghị là diễn đàn để hiệp hội các nhà khoa học giới chuyên gia các nhà hoạch định chính sách giới báo chí truyền thông doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gặp gỡ trao đổi phân tích bình luận đánh giá về thực trạng cơ hội tiềm năng đầu tư và thách thức đối với thị trường bất động sản tỉnh ninh thuận qua đó tạo môi trường hoạt động chuyên nghiệp của đội ngũ doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản góp phần phát triển thị trường bất động sản ninh thuận lành mạnh công khai minh bạch Sáng nay, phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 và trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2022. Năm học 2022-2023, phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận tuyển sinh 190 sinh viên với 7 chuyên ngành đào tạo gồm thú y, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kế toán, ngôn ngữ Anh, giáo dục mầm non bậc đại học giáo dục mầm non bậc cao đẳng, và 43 học viên cao học nhằm học vào hai ngành quản lý kinh tế và khoa học cây trồng. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận cũng đã trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 cho 124 sinh viên các ngành hệ đại học gồm bác sĩ thú y, quản trị kinh doanh nông học, công nghệ thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, quản lý tài nguyên môi trường và các ngành hệ cao đẳng gồm tiếng Anh du lịch, sư phạm tiếng Anh, giáo dục mầm non. Trong đó tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi chiếm 11,9%, loại khá chiếm 61,9%. Tại lễ khai giảng, phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận đã vận động các doanh nghiệp trao 41 suất học bổng và quà tặng trị giá gần 100 triệu đồng cho sinh viên đạt điểm cao trong đợt tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2022, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng cờ thi đua cho phân hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập năm học 2020-2021. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn. Mỗi căn nhà được xây dựng với diện tích khoảng 40m2, số tiền từ 60 đến 80 triệu đồng. Trong đó Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng một căn, số tiền còn lại do gia đình đóng góp. Đây là chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Chương trình thực sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác công tác thu hút hỗ trợ khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh ninh thuận những năm qua luôn được quan tâm đẩy mạnh đến nay trên địa bàn tỉnh đã công nhận hai doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 18 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 242,6 ha đang hoạt động hiệu quả. Trong đó mang tây xanh 61 ha, dưa lưới 41,6 ha, chanh không hạt 26 ha, nho rượu 20 ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị công nhận theo quy định và thành lập hội đồng thẩm định doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay đã công nhận hai doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao là công ty cổ phần giống cây trồng Gia Hố và công ty cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt. Tỉnh đang tập trung nguồn lực, cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện lập hồ sơ, đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới. Tiếp tục là một số thông tin về tình hình an ninh trật tự Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải phối hợp với hạt kiểm lâm, ban quản lý vườn quốc gia núi Chúa tổ chức cưỡng chế đối với hai trường hợp lấn chiếm đất rừng đặc dụng. Các cơ quan chức năng huyện Ninh Hải đã cưỡng chế thu hồi 3.600 m2 đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Ngôn, sinh năm 1966, thường trú tại thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, và 4.500 mét vuông đất đối với ông Lê Ngọc Thi, sinh năm 1972, thường trú tại thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải. Tuy nhiên, tại thời điểm cưỡng chế, hai hộ nói trên đã không có mặt. Các cơ quan chức năng đã tiến hành kê biên các vật dụng, tài sản có giá trị liên quan trên đất và đọc quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với hộ bà Nguyễn Thị Ngôn và ông Lê Ngọc Thi, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, người làm chứng và các ban ngành đoàn thể của huyện đồng thời phá dỡ 90 gốc cây điều trồng trái phép của hai hồ nói trên và bàn giao đất cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa quản lý. Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Phạm Văn Tiện, sinh năm 1990, trú tại thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, đã dùng dao đâm Lê Hà Quang, sinh năm 1990, trú tại thôn Mỹ Tường 2, xã Nhân Hải, tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2022, sau khi ngồi nhậu cùng bạn bè tại một quán nhậu thuộc thôn Khánh Nhân 1, xã Nhân Hải. Đến lúc chuẩn bị đi về, thì Tiện và Quang xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Tiện chạy vào nhà bếp của quán lấy một con dao. Quang chạy theo thì bị Tiện đâm trúng bụng, trọng thương. Sau đó nhóm bạn đưa Quang đi cấp cứu thì tử vong. Đến 1 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 năm 2012, được sự vận động của lực lượng công an, tiện đã đến đầu thú tại công an xã thanh hải vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật Cảm ơn Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận đã đồng hành cùng chuyên mục Mỗi tuần một câu chuyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong xã hội, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã phường thị trấn. Đây được xem là cánh tay nối dài của ba chỉ đạo chuyển đổi số các tỉnh cấp huyện xuống tầng cấp xã và các thôn trong việc triển khai thống nhất các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Với sự hướng dẫn của Tổ công nghệ số cộng đồng, chỉ trong một thời gian ngắn, ông bá phân đấu ở thôn Tân Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, đã hiểu và nhận thấy các nền tảng số được cài trên điện thoại di động rất nhiều tiện ích, có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến, mua hàng trên các sàn thương mại điện tử, và đặc biệt thông qua phần mềm, người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị, các vấn đề bức xúc khác mọi lúc, mọi nơi, một cách thuận tiện để chính quyền kịp thời xử lý. Bà con chúng tôi đã tiếp cận được các công nghệ thông tin này và rất tiện ích cho bà con về việc đóng tiền điện, tiền nước và chuyển tiền cho con cái đi học ở xa, tôi thấy rất là giá trị trong cuộc sống. Trước kia thì phải tới những cái điểm mà để đóng tiền, còn bữa nay là chuyển đổi đầu số mới thì chỉ cần một cái điện thoại là chúng tôi sẽ gửi được tiền cho con hay là đóng tiền điện hay là bắt cứ một hành thức gì trên điện thoại. Tại Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước hiện có hơn 2.404 hồ sơ của người dân được cán bộ ở bộ phận một cửa hướng dẫn cách cập nhật trên hệ thống một cửa để giải quyết hồ sơ theo hình thức trực tuyến thực hiện là số hóa hồ sơ cũng như là à, cách tạo tài khoản công dân à, trên cái 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 hệ thống một cửa à, bằng cái việc là là rất là qua cái thời gian mà thực hiện thì nói chung là rất là tiện cho người dân thứ nhất là giờ cái thời gian giảm cái thời gian cho người dân à, và, và đồng thời bên cạnh đó thì nói chung là bộ phận một cửa cũng rất là tích cực nói chung là người dân mà đến mà liên hệ mà không có đại khái là không có cầm điện thoại thông minh hoặc là là, là không có am hiểu lắm thì bộ phận một cửa là cũng hướng dẫn tận tình hướng dẫn bằng cách là là ngồi vào cái máy cũng như là máy cắt do một cửa để mà vào hướng dẫn cách mà tạo tài khoản cũng như là cách gửi hồ sơ trực tuyến như thế nào huyện Ninh Phước đã thành lập 8 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã thị trấn và 33 tổ công nghệ số cộng đồng ở cấp thôn. Mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có từ 3 đến 5 thành viên. Các thành viên đều được tập huấn và có trách nhiệm hướng dẫn người dân thúc đẩy chuyển đổi số. Huyện cũng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các cái lớp tập huấn cho các thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng của các xã thị trấn và thông qua tổ này thì cũng đã đến từng nhà rồi hỗ trợ từng người dân trong việc cài đặt các ứng dụng và sử dụng dịch vụ công của tỉnh thì thông qua đó cũng góp phần giúp cho bà con được thực hiện thuận lợi trong cuộc sống hàng ngày. Đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận đã thành lập 227 tổ công nghệ số cộng đồng với 1.143 thành viên. Việc đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân thông qua các tổ công nghệ số cộng đồng đã giúp lan tỏa, đưa công nghệ số đến với mọi người, thúc đẩy chuyển đổi số ở vùng nông thôn, miền núi mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là đối với người dân vùng sâu, vùng xe, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào thiểu số để thực hiện cho cái việc chuyển đổi số. như vậy thì cái thông qua cái tổ công nghệ số cộng đồng là một cái À, người mình là một cái tổ và nói à, cánh tay nối dài của ban chỉ đạo à, chuyển đổi số tỉnh à, của huyện của xã để thực hiện cho cái việc và đi từng ngõ gõ từng nhà và đến từng đối tượng để thực hiện hướng dẫn cho cái việc à, à, chuyển đổi số và hướng dẫn cái kỹ năng số và thông qua cái cổ tổ này để làm một cách nhanh nhất hiệu quả nhất để thực hiện cho cái việc chuyển đổi số và đưa cái chuyển đổi số các nền tảng số, kỹ năng số đến cho người dân ở vùng sâu, vùng xe, vùng đồng bào dân tộc, vùng nông thôn. Xác định chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy được công nghệ là thứ dễ dàng thiết thực. Do đó, việc các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động được tinh thần, nhiệt huyết vì lợi ích chung của cộng đồng. Từ đó, góp phần đưa công nghệ số đến với mọi người dân ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến đây chương trình thời sự 49 giờ 45 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết